Đây là cách mà em đã xử lý do cái nền tấm sơn mo để mà em thi công về cái sơn epoxy nha. Thì trước khi mình làm epoxy thì mình phải mài qua những cái đường gân, đường nứt, ốc ác, bán tấm cho cứng xong xuôi rồi là bắt đầu mình sẽ dán lưới và mình sẽ chét keo lên nha. Thì bây giờ từng công đoạn mà cả nhà xem, em làm từng công đoạn cả nhà xem nha. Cái loại sơn này là làm cho sàn epoxy nha. Sau khi mình đã xử lý xong cái công đoạn mà mình mài, mình bắt vít mình mài xong xuôi rồi thì mình sẽ dán lưới nè. Đây là cái lớp lưới mà em đã dán rồi nè cả nhà. Thì khách coi thì ấy ha, mình mài xong xuôi rồi á là em sẽ dán một lớp lưới này qua. Đây, em quay tổng thể cho mình xem nha. Em dán lớp lưới qua như vậy theo những cái đường mà cái tấm sumo mình nói á. Đó. Mình sẽ dán lưới hết. Bên trên đó là em đã xử lý cái lớp CK rồi, nhưng mà bây giờ á là em quay cái đường lưới trước. Đó. Mình dán lưới xong là bắt đầu á là mình sẽ lên lớp CK nha. Thì em sẽ chế cái CK ra, em chế cái keo chống thấm qua rồi em sẽ lăn cả nhà mình xem nha. Bây giờ thì đây là cái cọ lăn của em. Thương hiệu thì em không nói tới thương hiệu của ai hết. Đây em sẽ đổ cái CK ra cái sàn cái. Đây. Mình đổ ra thì mình sẽ lấy cọ lăn mình lăn lên như thế này. Mình lăn mình phả đều nó ra. Đó. Mình lăn mình phả đều ra là để chi? Để cho nó khô, nó cứng cái sàn, nó chống thấm. Và nó sẽ có tác dụng là nó giữ cái keo lưới này cho mình luôn. Để chi? Để khi mà cái lớp này nó khô, mình sẽ bả một cái lớp keo theo những cái đường lưới. Mình bả những cái lớp keo theo đường lưới. Đó. Mình bả lớp keo xong cái đường lưới, xong khi keo nó khô rồi á thì bắt đầu là mình sẽ là mình chét một lớp keo nữa lên cái đường lưới để cho nó liền lạc. Thì bây giờ cái công đoạn này là chỉ là mình chống thấm cái sàn nè, cho keo nó dính vô lưới nè, ha, mình dán lưới nè ha, cho nó ngon lành hết. Xong xuôi rồi á là bắt đầu mình sẽ chuẩn bị vô cái phần test nha. Thì mời cả nhà theo dõi khi em test cái lớp keo lên cái lớp lưới này nha. Sau khi thì mình đã tạo cái bề mặt sạch sẽ rồi, vừa mình thổi bụi rồi mình dán lưới rồi mình dán lưới xong mình lăn cái lớp keo lên. Thì lăn keo xong rồi thì cái bề mặt sàn mình nó sẽ như vậy đây. Nó rất là sạch sẽ. Đó. Thì bây giờ trong thời gian mình đợi nó khô á thì mình sẽ làm những cái phòng khác, rồi nó khô rồi mình sẽ quay trở vô mình chét keo nha. Mời cả nhà đón xem nha. Sau khi mà mình đã lăn cái trong nước chống thấm qua cái lưới rồi á thì mình chét keo trắng lên nè. Những cái đường lưới đó mình chét hết rồi nha. Đây là những đường lưới mình đã chét keo trắng nè. Rồi chút xíu nó qua một con đoạn nữa là mình sẽ chà cho nó láng, xong mình chét thêm một lớp nữa nha. Thì mình muốn chét thêm lớp màu trắng cũng được, mà muốn chét thêm cái lớp màu xám cũng được nha. Thì một lát để coi là bên đầu tư người ta sẽ mua cái lớp sơn thêm một lớp nữa màu gì thì em sẽ chét cho cả nhà mình xem nha. Đây là cái vách làm bằng sumbo nha. Thì nó cũng dạng như xi măng vậy đó. Thì có những cái đường nứt như vậy thì bắt đầu là em sẽ chia sẻ cả nhà là mình sẽ dán lưới lên. Bắt đầu là mình sẽ dán keo rồi mình chét một lớp keo lên lưới, mình sẽ chét một nước bột nền nha.